Vinhome Sapa mang đậm chất núi rừng Tây Bắc, khiến Sapa trở nên thơ mộng hơn với view trọn đồi núi thung lũng từ sân nhà. Tọa lạc tại ngõ 433, số 14 Điện Biên Phủ nằm gọn giữa núi rừng Ba La của Sapa, còn có hồ bơi độc đáo với view chụp ảnh siêu chất lượng. Vinhome được thiết kế xây dựng hoàn toàn từ nguyên liệu gỗ, không gian bên trong căn phòng rất ngộ nghĩnh dễ thương. Với các hạng phòng gác mái, ban công, bungalow đều là phòng dành cho hai người. Phòng được thiết kế ấn tượng với view chụp ảnh cực đẹp từ cửa sổ, phòng vuông dành cho các team hoặc những đoàn khách đông người. Ngoài các phòng trên thì Bi còn có phòng luxury vô cùng sang chảnh. Mỗi căn phòng tại Bi Home đều có đầy đủ tiện nghi hiện đại, còn view sống ảo tại đây ta nói cũng xuất sắc không kém. Nhìn đẹp mê luôn, khuôn viên rộng rãi thoáng đãng với nhiều hàng cây xanh, cùng với sân nướng BBQ view toàn thị trấn làm cho bữa tiệc của chúng ta thêm thú vị hơn nhiều. Với cảnh đẹp lưu siêu như này lại càng giúp chúng ta tận hưởng trọn vẹn không khí ở Sapa. Nếu các bạn quan tâm thì nhấp vào đường link liên kết trong kênh của mình để tìm hiểu thêm nhé.